Về một mã máy siêu ốc mở bô lông phải đỏ là ngon quá luôn các ơi, giá lại vô cùng là rẻ luôn nhá. Rồi, nhìn hộ em luôn này. Nguyên một bộ mã máy siêu ốc như em đang để. Rồi, thứ nhất này, sẽ có một cái hộp đựng nhá. Một hộp đựng bằng nhựa thế này. Rồi, bo sun, logo dập nổi luôn nha các bác. Nhìn xem bên trong này. Rồi, nó sẽ có là một cái khẩu 22 đi kèm này. Và một cái dây này, để các bác nhà em có thể tham gia máy nhá. Thứ hai, một thân máy. Một thân máy, hai khối pin. Pin của nó thì sẽ là hai quặng pin 10 cell thế này nha các bác. 10 cell chân pin phổ thông này, chân pin M21, chân pin Makita. Rồi một sạc bàn. Một sạc bàn, một cái hộp đựng luôn nha các bác. Rồi, đây gắn thử vô một khối pin đây. Rồi, máy là rất là khỏe luôn. Hai khối pin này và một cái sạc để mọi người khi mà dùng hết pin thì có thể sạc đi luôn nhá. Toàn bộ đều là chân phổ thông nên là khi bác dùng các bác dùng cái mã này này thì các bác có thể kết hợp với khối pin này, các bác dùng với quạt, với đèn, với mã máy chuyên vít bu lông hay là đầu kẹp 13 ly. Thiết kế màu xanh với màu đen nó rất là trang nhã hài hòa, có đường gân chống trơn trượt khi mọi người cầm nắm nhá. Máy thì nó là dòng đầu rỗng này, vừa chiếc ốc đực vừa vít vừa tôn, đèn led rất là sáng nha mọi người. Đây có được tốt cho em này. Wow, có được tốc thì là ok luôn. Và có đảo chiều đầy đủ luôn nhá. Đây là chức năng ngắt được này. Đây là chức năng ngắt được nha các bác. Wow, trời ơi. Rồi, các bác tắt chức năng ngắt được, các bác bấm nút đỏ cho em là để tắt chức năng ngắt được này. Wow, quá là ok luôn. Con này là logo Bosun, hàng công ty nên mọi người yên tâm luôn. Với lực siết của nó sẽ là 330 N. Nên là việc siết ốc hay là mở bắn vít bu lông rất là nhẹ nhàng và đơn giản luôn nha các bác. Một máy 2 pin một sạc này mà giá chỉ có 550 ngàn thôi mọi người ạ. Các bác cùng em sẽ đi test thử cái mã sản phẩm này có thực sự ngon như lời em giới thiệu không nha. Ok, các bác sẽ cùng em test con Bosun 330 N. Em sẽ test chức năng bắn vít tôn nhá. Em đã gắn sẵn một cái đầu tô rồi và em đang gọi là bắn vít gỗ cho mọi người xem nhá. Đó, quá ngọt luôn các bác ơi. Em sẽ dùng cái khẩu 19 em test chức năng siết ốc với bánh xe lít các bác nhá. Đó, rất là nhẹ nhàng luôn mọi người ạ. Và em sẽ thử dùng con bu lông Bosun 330 N. Em sẽ siết mở ốc thử với con ô tô 7 chỗ nhá. Với khẩu là khẩu 21 các bác nhá. Thì lưu ý hộ em là với cái lực siết từ hãng, ô tô sẽ lực siết từ hãng khoảng tầm 150 N nha các bác. Đó, rồi, ok nha các bác. Con này thì các bác có thể dùng mở ốc với lực khoảng tầm 330 đổ lại cho em nhá. Ví dụ mọi người nếu mà dùng khẩu ví dụ 500 N hoặc là với lực là 1000 N để siết những cái ốc này thì sẽ không ra được. Nhưng mà mọi người dùng với lực là khoảng tầm 330 đổ lại thì với cái máy khẩu này, với con bu lông Bosun này thì sẽ ra được cho em nhé. Đó, các bác thấy không? Trời ơi, thực sự phải nói là quá ngon, quá chất lượng với một mã máy hàng công ty thế này nhá. Giá thì vô cùng rẻ rồi. Chỉ có 550 ngàn là sở hữu luôn cho em. Một thân máy này, hai khối pin, một sạc, một hộp đựng và có khẩu 22. Kèm hộp đựng đi kèm luôn nha các bác. Giá rẻ mà chất lượng rất là ok luôn. Rồi, một đầu rỗng này. Cần một con mã máy đầu rỗng để siết ốc, mở bu lông, bắn vít tôn thì có thể tham khảo con Bosun 330 N cho em nha các bác. Ngoài ra thì pin này là chân phổ thông nên mọi người có thể dùng được rất là nhiều với các cái mã thân máy. Ví dụ đây, ví dụ là một cái thân quạt, thân quạt Bosun cho em gắn vô đây này. Rồi, thử lên cho mọi người xem luôn nhá. Wow, cái pin này nó sẽ hơi bị chắc nhá.
Ôi trời ơi, rất là nóng. Với thời tiết oi bức này, nóng bức mùa hè thế này, quạt pin luôn luôn là chân ái luôn các bác. Em đã gắn thử vô cái khối pin bao xôn vừa rồi rồi. Thôi, tốc 1 cho em này. Rồi, rất là mát luôn. Wow, con này nó mát bởi vì sao? Nó thiết kế cái lồng, lồng của nó là bằng kim loại nhá. Lồng bằng kim loại, cánh bằng nhựa. Nó thứ nhất là cân, rất là cân chỉnh cánh nhá. Thứ hai là nó tản nhiệt, tản gió rất là tốt. Đặc biệt ra, con này lại còn có cả xoay được nhá. Có cả xoay đảo chiều cho mọi người xung quanh này. Nên là không phải một người mát mà mọi người xung quanh đều có thể cùng mát cho em luôn nhá. Ở đây em sẽ để đứng yên này. Đây là cái túp năng xoay. Đây là túp năng xoay cho em coi nhá. Đây em đang để đứng yên như này rồi. Con này tốc 1 thế này thôi. Và tốc số 2. Rồi. Bao mát luôn. Trời ơi, cực kỳ mát mẻ luôn các bác ơi. Wow. Mã này đúng là em bán rất là nhiều trong năm nay, dành cho khách hàng mà nhiều khi mà muốn cái sự tiện dụng. Ví dụ các bác nhà em đi sửa chữa ở nhà này nhà kia đó, không tiện dụng là cắm dây điện, có thể quất theo một cái quạt thế này luôn mọi người. Là gắn vô pin là mọi người xài quạt cho mát luôn. Hoặc là ngồi trong nhà mệnh mọi người sửa chữa. Đó, mình ngồi chỗ nào mình cầm theo cái quạt. Với thời tiết nóng bức mùa hè này thì đúng là chuẩn bài luôn rồi. Thân quạt pin bo sun như thế này. Quạt xoay này, hai cấp chỉnh tốc và lại còn có cả xoay này và hai cấp chỉnh tốc luôn. Giá hiện tại chỉ có 230.000. 230.000 em bao phí vận chuyển, mọi người nhận hàng thì đều được kiểm tra hàng trước khi tỏa nhá. Rồi, có thể ví dụ mua một bộ bo sun này có thể mua kết hợp với cái thân quạt này. Hoặc các bác đã có pin, có sạc, có thân máy rồi thì có thể là mua một cái thân quạt bo sun 8 inch có xoay được và có điều tốc nhá. Ngoài ra thì muốn thời gian sử dụng được lâu thì cũng có thể là tham khảo cho em một khối pin 20 cell của bo sun nhá. Thứ nhất này, có báo pin. Pin thì có báo pin này. Chân pin phổ thông này, khoảng cách hai chân pin là 4 phân, chân pin Makita cho em nhé. Con này thì nó là 21V, từ 18 đến 21V và 20 cell pin. Có thể xài được máy zin, máy nhật, máy hãng và vừa xài được tất cả các mã máy chân phổ thông. Mạch pin là mạch pin 4 MOSFET và em đã có video em test với máy mài, máy cắt rồi nên mọi người yên tâm luôn. Muốn xài quạt được lâu thì các bác lấy quạt này cho em. Em đã test chuẩn thực tế rồi. Với cái tốc độ nhỏ đấy. À, cái tốc độ lớn ấy, còn này em test tốc độ số lớn nhất này, tốc độ số 2 là tốc độ lớn nhất thì mọi người xài liên tục cho em là khoảng tầm 11 tiếng 45 phút. Đó, chuẩn luôn. Còn nếu mà tốc độ số 1 thì chắc các bác phải xài khoảng tầm 13 đến 14 tiếng cho em. Còn là mình xài nguyên ngày rồi tối về là mình sạc thôi các bác ạ. Đây. Rất là mát luôn. Wow. Đấy, xoay qua xoay lại. Tốc số 1, tốc số 2 muốn nhanh muốn chuẩn thì mọi người cứ có thể tùy điều chỉnh cho em. Rồi, quạt này. Pin này ngoài dùng quạt ra thì mọi người dùng được máy mài, máy cắt, máy bu lông, chuyên vít, đầu kẹp với vali. Đó, các kiểu luôn cho em. Rồi, thân quạt của nó sẽ là 230.000. Và khối pin 20 cell của bo sun giá là 350.000. Tính ra một quạt, một pin nó sẽ là 580.000 đúng không ạ? Đó, ngày hôm nay mà các bác chưa có gì cả, có thể lấy một quạt, một pin với một sạc cho em. Thì combo giá sale rẻ luôn. Tính ra cái sạc này bán rẻ cũng phải tầm là 50 hoặc là 70-80 nghìn. Đó, đây ngày hôm nay là combo tính vào cho em nhé. Một quạt này, một pin 20 cell, một sạc. Combo là 600 ngàn cho em xài liên tục khoảng tầm 11 đến 14 tiếng đồng hồ luôn các bác ơi. Đó, quạt pin bo sun nhá. Quạt pin này nhỏ gọn thì các bác dùng cá nhân này, rất là ok, tiện dụng. Nhỏ gọn thì mọi người có thể mang đi chơi, đi picnic hoặc là đi cắm trại, hoặc là cho lên xe ô tô 7 chỗ, 4 chỗ cho xe ô tô để mọi người mang, gọi là các cái bác làm lái xe du lịch dịch vụ. Đó. Thì ngày hôm nay các bác có nhu cầu quạt, có nhu cầu pin hay có nhu cầu mã máy siêu ốc mỏ bô lông bo sun, hàng mới về mà giá siêu rẻ thì có thể alo trực tiếp cho nhà em qua tất cả các đầu số bên em là 0929 826 628 hoặc 0369 826 628. Thì cửa hàng nhà em ở Lý Nhân Hà Nam, các bác ở gần có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng, test hàng và mua hàng nhá. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.